ngay cả khi đang ở trong thời điểm xuống dốc như hiện tại, chẳng ai dám bảo PUBG là một tựa game thất bại cả. Đặc biệt là tại Việt Nam, PUBG đã thực sự tạo nên một cơn bão và chứng minh sức hút cực kỳ mãnh liệt của mình ngay ở thời điểm nó mới vừa ra mắt. Chẳng phải ngẫu nhiên mà lúc bấy giờ, các quán net cỏ thi đua nhau nâng cấp cấu hình máy, trong khi những dịch vụ bán cho thuê tài khoản PUBG sau đó cũng mọc ra nhiều như nấm. Nhưng khi thời kỳ hoàng kim kết thúc, PUBG đang thực sự lao dốc không phanh ở thời điểm hiện tại và nhiều người kỳ vọng rằng Naraka Laybone, một tựa game được ví như PUBG phiên bản kiếm hiệp, sẽ nối tiếp được thành công của người tiền bối, đặc biệt là thị trường Việt Nam. Nhưng liệu có dễ dàng như vậy? Naraka Laybone có phần hơi khó với game thủ Việt. Phải thừa nhận rằng, so với PUBG, Naraka Laybone chóng mặt hơn rất nhiều. Thậm chí một màn combat trong tựa game này đôi khi phải kéo dài tới nhiều phút, chứ không đơn thuần là những màn đấu súng thấy rõ kết quả chỉ sau những loạt đạn đầu như tại PUBG đâu. Nếu theo dõi các streamer, Naraka Laybone ở thời điểm hiện tại, để thấy họ gần như chẳng có mấy phút giây để cho đôi tay của mình nghỉ ngơi. Đặc biệt trong combat, mọi thứ càng trở nên rối rắm với việc thực hiện combo, đu dây tiếp cận hay net skill, cho tới cả chuyển đổi qua lại giữa các loại vũ khí. Có thể nói đây không phải là một tựa game phù hợp cho những game thủ già và có tiền đình không tốt. Ở thời điểm mới ra mắt, PUBG cũng không phải là tựa game quá dễ để làm quen, nhưng rõ ràng nếu như so sánh Naraka Laybone thì nó vẫn đơn giản hơn rất nhiều. Game thủ Việt thường không thích những gì quá cầu kỳ và phức tạp, điều này có lẽ chúng ta không lạ rồi. Quá nặng về kỹ năng và thiếu đi sự thú vị như PUBG. Thành bại tại kỹ năng, đó chính xác là những gì mà Naraka Laybone mang tới. Bạn đi xa được tới đâu, sống sót ở vị trí thứ mấy sẽ phụ thuộc vào kỹ năng PK của mình. Đồ loot được cũng có vai trò khá quan trọng, nhưng kỹ năng mới là thứ quyết định tất cả. Thế nên về tổng quan thì Naraka Laybone rất công bằng với mọi người, nhưng đồng thời nó cũng không tồn tại những tình huống thú vị, những pha bò trường móc lớp hoặc rình rập như trong PUBG. Hay nói cách khác, thiếu đi hẳn sự đột biến, mà quá khứ cũng đã chứng minh, game nào nặng về kỹ năng quá thì khó thành công ở Việt Nam lắm. Giống với một tựa game đối kháng ở bản đồ lớn hơn là game sinh tồn. Về cơ bản, áp lực sinh tồn trong Naraka Laybone là thấp hơn rất nhiều so với PUBG. Thậm chí tựa game này phần nhiều mang tính chất PK đối kháng nhiều hơn là theo thể loại Battle Royale. Điểm này cũng là sự khác biệt mà Naraka Laybone mang tới, nhưng nó có thực sự là thuận lợi hay không thì cũng chưa ai dám chắc, khi mà từ trước tới nay, dòng game đối kháng vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng tại thị trường Việt Nam, nhưng cũng chỉ sở hữu một cộng đồng rất nhỏ. Now we're talking. I've already forgotten your name. Sturdy. Time to go dark. You're more valuable dead. Come on!